IS giết 3 phiến quân Trung Quốc tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. 3 phiến quân Trung Quốc bị nhà nước Hồi giáo IS hạ sát vì định bỏ trốn sau khi gia nhập hàng ngũ của nhóm cực đoan này. Global Times ngày hôm nay dẫn lời của một quan chức an ninh người Kurd ở Syria cho hay một người Trung Quốc đã bị IS bắt giữ, xét xử và bắn chết vào cuối tháng 9 năm ngoái. Người này cảm thấy thất vọng với cuộc chiến của các phiến quân Hồi giáo và định quay về Thổ Nhĩ Kỳ để học đại học. Hai phiến quân Trung Quốc khác đã bị chặt đầu vào cuối tháng 12 ở Iraq cùng với 11 người khác từ 6 quốc gia. IS buộc tội họ phản bội và có ý định bỏ trốn, quan chức nói như thế. Khoảng 300 phần tử cực đoan Trung Quốc đang chiến đấu cho IS sau khi đến Syria và Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc từng bày tỏ quan ngại về nhóm khủng bố và ảnh hưởng của nó với khu tự trị Tân Cương có biên giới với Pakistan và Afghanistan. Bắc Kinh cáo buộc các phần tử ly khai của phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, tức ETIM, gây ra các vụ tấn công ở Tân Cương, nơi sinh sống của những người Hồi giáo thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc cũng chỉ trích chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vì cho phép người Duy Ngô Nhĩ tị nạn và gây ra mối nguy cơ đến an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, Bắc Kinh không có dấu hiệu nào cho thấy là mong muốn tham gia vào liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu để tiêu diệt IS. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không bình luận gì về thông tin trên và tại cuộc họp báo thường kỳ, nhưng cho biết rằng Trung Quốc phản đối tất cả các hình thức khủng bố. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để chống lại các lực lượng khủng bố, trong đó có ETIM, và bảo vệ hòa bình thế giới, an ninh, ổn định, ông Hồng Lỗi lên tiếng.